có thể tăng giá iPhone. Thương chiến Mỹ Trung vẫn đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Cách đây vài ngày, tổng thống Donald Trump tuyên bố trên Twitter rằng 300 tỷ đô la Mỹ hàng hóa và sản phẩm từ Trung Quốc sẽ bị áp mức thuế cao hơn, từ 10 đến 15%, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 9. Apple, với phần lớn sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nhất. Công ty này hiện có rất ít lựa chọn. Đương nhiên người tiêu dùng sẽ phải chịu áp lực này, họ sẽ phải mua sản phẩm Apple với giá cao hơn. Reuters xác nhận rằng Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ sẽ bắt đầu thu thuế 15%, với 300 tỷ đô la Mỹ hàng hóa còn lại từ Trung Quốc, gồm điện thoại, laptop, đồ chơi và quần áo từ ngày 15 tháng 9. Ngoài ra, đợt thuế thứ hai nâng lên 30% sẽ nhắm vào các mặt hàng khác, trong đó có sản phẩm Apple, Apple Watch, máy Mac, AirPods và HomePod sẽ tăng giá. Đợt thuế 15%, tăng từ 10%, sẽ áp cho iPhone, iPad, MacBooks, Apple TV và các sản phẩm khác của Apple hiện apple chưa chuyển phần thuế này cho người tiêu dùng nhưng khi áp lực tăng lên đương nhiên người dùng sẽ phải mua với giá cao hơn